Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Bư Bon Bon. Ủa, mình đang nói giọng nam đúng không? Đúng rồi nè, mình đang nói giọng nam. Thì thực ra là những cái video sharing như vậy á, thì mình sẽ nói giọng nam. Còn những video mà liên quan đến quê hương của mình là thành phố Huế thì mình sẽ nói giọng mô tê răng rửa. Đó, cho mọi người nghe nha. Thật ra thì trong khoảng thời gian vừa rồi thì có khá là nhiều bạn inbox cho mình và hỏi mình về cái page của mình là Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thì mọi người hỏi là làm cách nào để mà tạo ra một cái trang blog riêng của mình, rồi làm cách nào để mà duy trì cái page đó hoạt động một cách đều đặn nhất, rồi viết hoài như vậy có chán không, rồi có ai đọc không, rồi làm cách nào để mà duy trì được khả năng viết nữa. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp tất tần tật những cái thắc mắc đó bằng những cái trải nghiệm của mình trong cái quá trình mà mình làm cái page Trong Nhà Ngoài Ngõ, và chia sẻ với mọi người cái cách mà mình duy trì cái thói quen viết của mình nữa nha. Ủa, rồi tạo ra trang có ai đọc không? Xong rồi có ai like không? Hay là mọi người nghĩ mình bay chuyện vẽ chuyện? Trời ơi, một đống câu hỏi vì sao trong đầu mình luôn đó mọi người. Đó, đó là tất cả những gì mà mình đã nghĩ trước khi mình bắt tay vào làm một cái blog cho riêng mình. Rồi mọi người, mình đúng kiểu nghĩ cực kỳ nhiều. Anyway, điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người trước khi mà mọi người bắt tay vào làm một cái blog cho riêng mình, đó chính là mọi người hãy xác định rõ cái mục đích mà mọi người tạo ra cái blog đó để làm gì. Với mình á, thì lúc mà mình tạo ra cái Trong Nhà Ngoài Ngõ, cái mục đích của mình, cái mục tiêu của mình rất là đơn giản. Mình chỉ tạo ra để mà có thể duy trì được cái thói quen viết của mình, kiểu như là mình có động lực để viết hơn. Và ngoài ra thì mình cũng muốn chia sẻ những cái suy nghĩ gần gũi, những cái cảm xúc, những cái hướng nhìn của mình và những cái suy nghĩ tích cực của mình đến tất cả mọi người xung quanh mình nữa. Đó, vậy nên á, là mình nghĩ là mọi người cần phải biết được cái mục đích, cái mục tiêu mà mọi người tạo ra cái blog đó để làm gì. Thì lúc mà trong quá trình làm blog á, kiểu mọi người có bị bí tưởng hay là mọi người có bị mắc kẹt, không có muốn tiếp tục làm nữa, thì mọi người hãy back lại cái mục đích, mục tiêu ban đầu, thì mọi người sẽ có thêm động lực rất nhiều để mà tiếp tục duy trì và phát triển cái blog của mình nữa đó. Chẳng hạn như là cái giới thiệu mà mình viết cho cái trang Trong Nhà Ngoài Ngõ của mình, nhưng mà mọi người vô coi nha, mình không đọc ở đây đâu để mọi người tò mò. Bao nhiêu bài một tuần thì mới đủ? Mình nghĩ là cái này nó tùy thuộc vào thời gian biểu của mỗi người. Trước đây khi mà mới bắt đầu thì mình cũng kiểu không bắt ép bản thân mình trong một cái gọi là quá khắt khe, nhưng mà nó phải nằm trong một cái khoảng nào đó. Chẳng hạn như là một tuần thì mình sẽ yêu cầu bản thân mình là phải đăng lên page từ 2 đến 3 bài trong vòng một tuần á. Mặc dù là mọi người không cần phải quá khắt khe với bản thân đâu, nhưng mà mọi người phải đặt ra tiêu chuẩn để mà mình có thể giữ cái page của mình có thể update thông tin liên tục và hoạt động liên tục nữa. Nên là mọi người hãy cố lên nha. Mình nghĩ là khi mọi người đã vào xem cái video này rồi thì mọi người đã có một cái mục tiêu, một cái ý chí nào đó rồi đúng không? Một cái động lực nào đó rồi. Cho nên là mình nghĩ cái điều này sẽ không làm khó mọi người đâu. Mọi người có biết sao không? Cái điều mà mình trăn trở nhất lúc mà mình mới lập ra cái page Trong Nhà Ngoài Ngõ đó chính là không biết có ai đọc không? Không biết có ai like page của mình không? Trời ơi, kiểu cái cảm giác mà nếu mà viết ra mà không có ai đọc, không có ai like á, nó buồn kinh khủng luôn á. Xong rồi nó kiểu vừa buồn, xong rồi vừa mất động lực nữa. Cho nên là mình rất là sợ, mình sợ cực kỳ lúc mà mình mới lập ra cái page á. Vậy nên là mình đã làm một vài điều để đi tìm kiếm những cái soundmate của mình, những cái bạn mà thích đọc và thích cái cách viết của mình á. Thì khi mà mình mới tạo ra cái page Trong Nhà Ngoài Ngõ thì mình share liền về cái Facebook cá nhân của mình, và mình có nốt ở trên caption á là: mọi người ơi, mình mới tạo ra cái page này nè, thì trong này mình viết về những suy nghĩ bla bla bla, thì mọi người có thích á thì mọi người vào like, ủng hộ, support mình nha. Khi mà mọi người bắt đầu một cái gì mới á, thì những người đầu tiên mà ủng hộ và cổ vũ mọi người chính là những người bạn bè xung quanh mọi người và những người thân của mọi người nữa. Cho nên là mình nghĩ là mọi người không có gì phải ngại đâu khi mà share cái đó về từng nhà của mình, tại vì mình nghĩ là những người xung quanh mọi người sẽ ủng hộ và cổ vũ mọi người một cách nhiệt tình nhất thôi. Ngoài ra thì mình cũng tìm những cái group ở trong cộng đồng viết lách á, tại vì trong cộng đồng viết lách thì nó sẽ chia ra làm hai phía, một bên là người viết và một bên là người đọc. Thì khi mà úp bài lên đó thì mình sẽ nhận được vô vàn các ý kiến luôn, kiểu như là có đồng cảm nè, có đồng ý nè, cũng có trái chiều và cũng có kiểu thắc mắc và hỏi mình nữa, rất là nhiều. Đó, vậy nên là mọi người hãy cứ úp bài lên các group như vậy thì mọi người sẽ tìm được những cái người bạn gọi là cùng hội, cùng thuyền, cùng chia sẻ và cùng học tập lẫn nhau chẳng hạn. Những cái group mà mình tham gia là viết 100 từ mỗi ngày, 100 daily words, hội viết lách, với lại là gì ta? À, viết lách mỗi ngày,
Thì đó, mình sẽ để link những cái group này ở dưới description box để mà mọi người có thể dễ dàng để mà tham gia vào các group này nha. Một điều nữa về blog, về làm blog mà mình muốn nốt trong cái blog lần này, đó chính là bài viết thì nên đi kèm với hình ảnh. Có thể là mọi người thích viết chay hoặc là có thể mọi người thích đi kèm với hình ảnh, nhưng mà theo ý kiến của mình á, mình nghĩ là những cái người nghiệp dư như tụi mình á, kiểu thích viết theo một cách bản năng á, thì tụi mình hãy để bài viết, những cái câu chữ của tụi mình viết ra đi kèm với một hình ảnh nào đó, thì đó là sự lựa chọn hợp lý nhất trong cái thời điểm mới bắt đầu. Không biết là mọi người có biết cái cấu trúc AIDA không ta? AIDA thì nó là viết tắt của A là attention, I là cái gì ta? Interest. D là desire, với lại là cái cuối cùng là ai da A là action. Thì đây là bốn bước mà trong cái quá trình người đọc ở lại bài viết của mình, tiếp cận bài viết của mình và gọi là có like hoặc là có share bài viết của mình hay không, kiểu như là cái action cuối cùng á. Thì đó, cái này đặt vào đây á, thực sự nó cũng không có phù hợp lắm đâu, nhưng mà mình muốn nhấn mạnh cái đầu tiên, đó chính là cái attention. Thì á, khi mà mọi người có cái hình ảnh và có cả cái bài viết nữa đúng không, và mọi người có cái hình ảnh thì nó sẽ thu hút hơn rất nhiều so với việc mà mọi người chỉ đặt cái bài viết ở đó không thôi. Tại vì cái hình ảnh á, nó là trực quan mà, cho nên là nó sẽ thu hút ánh nhìn một cách dễ dàng hơn là những cái câu chữ nữa. Ngoài trừ trường hợp là mọi người có một cái title cực kỳ thu hút và phải click vô đọc ngay lập tức. Nhưng mà mình nghĩ tụi mình vẫn nên lựa chọn an toàn thì hay hơn. Và điều cuối cùng là một cái điều đơn giản nhất, mình không biết là mọi người có biết hay không, nhưng mà mình nghĩ là nếu không có điều này thì những cái điều mà mình vừa liệt kê ở trên nó sẽ trở thành công cốc hết tất cả. Đó chính là hãy là chính mình. Mình nghĩ là mọi người nên viết về những cái cảm xúc mộc mạc nhất, những cái suy nghĩ mộc mạc nhất của mọi người. Mình nghĩ là không cần phải quá cao siêu, một bài viết không cần phải dùng từ ngữ mà không ai biết, dùng những cái từ ngữ mà cao lớn ở đâu đâu đó đó xung quanh kia nhưng mà không có quen thuộc với chính bản thân mình, thì nó thực sự rất là lạ lẫm, và cái bài viết đó kiểu như là không có mang được cái màu sắc của mọi người thì sẽ không thu hút được người đọc mà mọi người mong muốn. Vậy nên là mình mong mọi người sẽ thể hiện bản thân mọi người một cách tốt nhất ở trên cái trang blog của mọi người, thể hiện sao cho đó chính là mình nhất, không cần phải chạy theo ai cả. Tại vì mọi người biết sau lúc mà mình tạo ra trong nhà ngoài ngõ, tính đến thời điểm hiện tại thì mình đã làm quen được rất 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 nhiều người bạn mà mình trước đó chưa hề quen biết bao giờ luôn. Tại vì sao? Tại vì kiểu như là mọi người đọc bài viết của mình và mọi người tìm thấy được sự đồng cảm ở trong đó, cho nên là mọi người vào inbox của mình và mọi người vào inbox tâm sự đó, từ đó là kiểu tụi mình kiểu make friend với nhau luôn á. Ủa vậy là hết rồi đó. Mình nghĩ là những cái bỡ ngỡ đầu tiên lúc mà tạo ra một cái trang blog á, mình nghĩ là những cái điều mình liệt kê vừa rồi đã đủ rồi. Kiểu như hồi xưa mình cũng hoang mang như vậy mọi người. Mình hoang mang á, mình làm xong rồi mình nhớ là có một lần mình hỏi một chị mà mình quen cách để mà bắt đầu làm á, xong rồi chị đó có nói với mình là cứ đi rồi sẽ tới thôi, và trong quá trình đó có gì không hiểu thì có thể hỏi chị đó. Và mình thực sự nhận ra là khi mình bắt đầu làm thì mình mới biết á là mình cần phải làm như thế nào, cho nên là mọi người hãy cứ đi đi rồi sẽ tới thôi. Mình hy vọng là những cái chia sẻ nhỏ nhỏ từ những cái trải nghiệm của mình sẽ giúp mọi người có thể tự tin hơn và mạnh dạn hơn trong cái việc mà làm một trang blog của riêng mình. Và cảm ơn các bạn đã coi hết video này, và nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy comment ở dưới và tụi mình sẽ cùng giải đáp. Nếu có bất kỳ điều gì thì mọi người có thể inbox mình qua Facebook cá nhân hoặc là Instagram của mình chẳng hạn. Và nếu mọi người có tò mò về cái trang blog của mình thì hãy lên Facebook và gõ Trong Nhà Ngoài Ngõ để đọc các bài của mình viết nha. Hoặc là nếu mọi người có bất kỳ chủ đề gì muốn mình chia sẻ thì mọi người hãy comment ở dưới luôn để mà mình có thể tham khảo nha. Và đừng quên like, share, subscribe cho kênh YouTube của Bưu Bon Bon để mình có thêm nhiều động lực hơn nữa và làm thêm nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì tạm biệt tất cả mọi người.